Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan trong bộ về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại thông báo số 280/TP-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về tình hình cung ứng điện của hệ thống điện quốc gia và các giải pháp đảm bảo cung ứng điện đến năm 2025. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã triển khai công việc được giao một cách trách nhiệm và đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai bảy nhiệm vụ lớn mà chính phủ đã nêu trong văn bản thông báo số 280. Về nhiệm vụ, Bộ Công Thương chỉ đạo EVN chú ý sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo đã và đang xây dựng để đạt được hiệu quả cao nhất, đảm bảo công khai minh bạch. Bộ trưởng yêu cầu Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cùng Vụ Dầu khí và Than tiếp tục thực hiện chủ trương của ban cán sự đảng là bám sát và báo cáo kịp thời, nhất là trong phối hợp với văn phòng chính phủ để sớm có kết luận của thường trực chính phủ, thủ tướng chính phủ đối với dự án Thái Bình 2. Bộ trưởng nhấn mạnh, các dự án phải được thực hiện nghiêm theo đúng quy định luật pháp, không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư hay làm bất cứ gì thay đổi với nguồn đầu tư của dự án. Các đơn vị tiếp tục xây dựng các kế hoạch để thực hiện dự án bằng những nguồn lực và điều kiện của mình.